Sau đây tôi xin giới thiệu một số loại airbrush hay còn gọi là bút vẽ mỹ thuật và máy nén khí mini chuyên dùng cho airbrush. Trên tay tôi là bút vẽ mỹ thuật HD180 của hãng Joseph Mac Đài Loan. Tiếp theo là máy nén khí bút vẽ mỹ thuật HD130. Tiếp là bút vẽ mỹ thuật TG168 của hãng Tagore Đài Loan. Về đặc điểm của HD180 là loại double action, sẽ là nút nhấn, nó sẽ có nút nhấn hay gọi là có trên nút nhấn. Còn bút vẽ mỹ thuật TG168 là dạng cò bóp hay còn gọi là cò dưới. Khi ta mua bút vẽ mỹ thuật TG168 sẽ có sẵn hai cốc đựng sơn bằng inox. Và đã có sẵn nắp cắm. Cái này khi mà chỉ là khi đây là dây dẫn, thì khi mà dây dẫn có cái rắc đầu cắm bấm sẵn rồi thì ta không cần dùng cái này, ta có thể cắt đi dùng sau. Còn đây là máy nén khí TC20B của hãng Joseph Mac Đài Loan. Máy nhỏ gọn không ồn, nặng 3,4 kg và công suất là 1,5 ngựa. Sau đây ta sẽ tiến hành thử bút vẽ mỹ thuật TG168. Đầu tiên ta sẽ tiến hành gắn đầu cáp vào trong máy nén khí mini bằng cách là ta vặn nút gắn vào cái chỗ mà chỉnh áp và lọc nước. Ta vặn vào. Tiếp theo, một đầu của dây này dài 2 mét dạng dù, rất là bền. Một đầu thì ta sẽ tiến hành gắn vào trong bút vẽ mỹ thuật. Trước tiên thì ta sẽ tiến hành gắn lọ đựng sơn vào trong bút, vì đây là loại cốc rời. Ta tiến hành gắn vào. Sau đó là một đầu ta sẽ gắn vào cùng với cáp, gắn cáp vào. Giờ ta tiến hành bật máy lên, cắm điện vào và bật máy nén khí lên. Ta đổ thử nước hoặc sơn mà ta xịt thử. Quý vị thấy máy nén khí khi mà ta không sử dụng thì máy nén khí là tự động ngắt. Và giờ ta tiến hành thử máy này, bút vẽ mỹ thuật TG168 có hai nấc. Một nấc là ta sẽ xịt chỉ ra hơi thôi, ta dùng để ta xịt bụi, xịt bụi trên sản phẩm mà cho nó đỡ bụi, đỡ dơ. Và một nấc nữa là xịt ra sơn. Phía sau đuôi của bút thì sẽ ta có thể chỉnh được lượng sơn lớn, lượng sơn nhỏ. Đó, ta xịt như vậy thì không ra, nó chỉ ra hơi thôi. Còn ta xịt mạnh, bóp mạnh thì ra sơn. Nếu mà ta vặn hết cỡ thì nó sẽ không bóp được, không ra hơi, không ra sơn. Đó, ta vặn hết cỡ này thì nó sẽ chỉ ra hơi thôi. Và ta cũng có thể tiến hành để phụ xịt bụi, hoặc ta có thể
vặn nới nó ra, ta sẽ ra sơn. Chỉnh lượng to lượng nhỏ ta ở đây. Đối với máy nén khí mini ta có thể chỉnh áp nhỏ lại hoặc to ra nhờ vào cái nút vặn ở đây. Đầu tiên là ta sẽ nhấn vào đây, ta sẽ dùng ta ngón tay trỏ ta nhấn vào và ta xoay theo dấu cộng thì nó sẽ lớn lên, áp lực lỡ hơi lớn lên và vặn nhỏ lại. Đó, ta nhấn xuống đó. Hy vọng qua video này quý khách sẽ có thêm cái cách để sử dụng bút vẽ mỹ thuật và máy nén khí mini. Xin chào quý khách.